Chương trình bếp nhanh buổi tối hôm nay bắt đầu. Hôm nay mình có tới 5 con bào ngư nè. 5 con bào ngư. Mình sẽ làm món bào ngư xào hẹ nha. Có một mấy cái hạt bạch quả, mình sẽ làm món chawanmushi. Và canh rong biển của Nhật Bản. Bây giờ mình bắt đầu nha. Cho đồng hồ 15 phút. Ok. Bây giờ mình sẽ trụng sơ cái con bào ngư trước. Nó có nước sôi. Sẵn có nước sôi cho vào cái nồi nhỏ này luôn. Để nấu canh rong biển. Rong biển. Cái phần bồng đưa xào mình xào sao bây giờ mình hỏi trước. Trong thời gian đó thì mình sẽ làm món chawanmushi. Chawanmushi thật ra mình phải cần có thịt gà với lại nấm đông cô. Nhưng ở đây mình không có, mình sẽ không làm cái đó, mình chỉ làm trứng với lại bạch quả thôi, với lại chút rong biển. Mình sẽ cho vào đây sữa tươi nè. Để làm được hai chung như vậy mình cứ đông đi cho nó chắc ăn. Hai quả trứng gà vào. Cái hai quả trứng gà trong này nó cũng hơi bị ít. Mắm. Chút bột gà. Chút đường. Thường mình rất thích xài những cái gói đường của Dunkin Donuts này. Rất là dễ xài ha. Mình chỉ cho nửa gói đường này thôi. Còn nửa gói mình cho vào cái canh rong biển này. Canh rong biển đã xong rồi đó. Mình sẽ nêm nếm lại. Mình sẽ cho vào cái chawanmushi này ít hành tím cho thơm. Cho vài viên.
mình có thịt gà vào đây thì nó rất là ngon. Gà sống cũng được ha. Bởi vì thịt gà nó rất là mau chín. Cái này mình không cần làm cho nó nhuyễn nha. Cho vào vài lát hành tím nha. Ngò mình lấy cái phần ngò mà ngò cây á, để bỏ vào cho nó thơm. Còn 10 phút nha, mình mới đi được 5 phút. Bởi vì nấu cơm trong nồi cơm điện thì rất là lẹ nha. Trước khi đó mình có thể bỏ cơm ở nồi cơm điện. Mình làm thì nó cũng sẽ nhanh lắm. Trong vòng 15 phút là có nhiều món ăn rồi. Ok, mình sẽ cho thêm một lát bào ngư vào đi. Thay vì bào ngư này mình làm bào ngư xào hẹ. Mình cho thêm một lát bào ngư vào trong cái chow mein mushi của mình. Sau khi mình để microwave ra xong thì mình sẽ cho nó rong biển lên. Bây giờ cho lên trên cọng ngò nè. Dùng màng bọc thức ăn bọc lại và cho vào microwave. Trụng sơ, cái mình có nước sôi á, nước sôi mình trụng sơ nó qua, mình chỉ là tưới nó qua để cho nó khô đặc lại đó, dễ cắt hơn. Thường mấy bào ngư đồ biển thì nó có vị tanh cho nên mình sẽ cho một chút gừng vô. Gừng của anh em mỗi lần mua rất là nhiều cho nên mình cho vào cái tủ đá, mình gọt rửa sạch sẽ cho vào tủ đá. Khi mà mình cắt ra thì cái gừng nó rất là mỏng và nó giữ độ thơm rất là tốt.
chắc ngày mai nấu cháo ăn. Thơm lắm rồi, còn nhiêu cà phê không? Mình nghĩ bọn Như xào cơ vậy là cũng rất là biết rồi. Mình cho hẹ vào, đảo sơ thôi. Bởi vì nếu mà hẹ xào lâu quá thì nó sẽ không có ngon. Dĩa còn lưu xào bông hẹ nha. Đắt tiêu, để mình xem thử cho anh Lucy nè. Sẽ chưa đặt, mình sẽ cho thêm 3 phút nữa. Mấy cái này là mình phải làm từ từ chứ mình không có thể nào mình làm nhanh một lúc được ha. Nếu mình làm một lúc đó thì cái chao quang oxy nó sẽ bị sôi lên á, nó không có mịn, nó không có hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ cho cho chút dầu mè vô nữa cho nó tuyệt vời. Mình đã nêm nếm nó thịt mấy dầu mè, thơm lắm nha. Mình dọn qua bàn trước. Ý ơi, bây giờ mình chỉ chờ cái chao quang mushi nó sôi thôi. Chín bộ phận là bây giờ cất mấy cái đồ này vô bếp cơm. Con gái lớn vậy chứ làm hết trơn à, gái 18 tuổi vậy chứ làm hết trơn, xong phải mời nó kiếm ăn. Xem nào, cái chao quang mushi
15 phút. Nhưng mà cái chao quang oxy này khi mình làm hai cái cùng một lúc ở trong này sao nó hình như nó hơi bị lâu và nó chưa có đặt kịp á. Mình sẽ cho thêm 1 phút 15 giây nữa. Từng cái nó mới chín được. Làm một cái, làm hai cái để hai bên nó không có giống như nó không có có đủ cái sức nóng á. Đũa muỗng đi con, một cái muỗng thôi, hai đôi đũa, còn ba con bầu ngư mình sẽ nấu cháo sao. Cái chao quang oxy này nó bắt đầu nó cũng ngon lắm rồi nè, nó sắp đặt lại rồi. À, cái kia này mình làm từng cái nè, sẽ xem thử. Một chút nữa mình sẽ quay lên nguyên cái bàn ăn của mình ha, nấu ăn trong vòng 15 phút, ok. Tại do bây giờ mình có chờ cái chao quang oxy đó trong cái hoa của em nó chín. Mà làm hai cái một lượt thì nó hơi bị khó khăn một chút. Chuẩn bị quay qua bàn ăn nha. Cái phần hấp dẫn nhân sự nha. Sẽ quay một cái bàn ăn rất là hoàn chỉnh luôn. Hồi sáng xúc tuyết rồi bây giờ bắt đầu cái tay nó đau nhất, các khớp nó cũng đau nhất. Tối phải nằm đeo cái kia. Bây giờ thả lỏng nó ra. Hấp dẫn không? 15 phút có ngay 3 món ăn. Chỉ là đứng chờ thôi. Hello. Wow. Nè, hấp dẫn quá. Bây giờ làm tiếp cái này. Hồi nãy để hai cái chung một lượt, thành ra nó không có mau đặc. Bây giờ bưng cái này qua trước. Sắp sửa xong, mình sẽ quay nguyên cái bàn ăn hoàn chỉnh của mình nha. Các bạn hãy mình để từng cái trước cho nó chắc ăn, ok mọi người nhớ. Khi mà nấu một bữa ăn 15 phút như vậy, nếu mà có microwave là bỏ từng món vô trước chắc ăn hơn, tại vì làm hai cái một lượt nó không có đủ nóng. Mặc dù nó quay vòng vòng mà nó không có đủ nóng để mà làm chín cho nó nhanh đó. Một, không, yes. Wow, vị chín tới luôn. Ok, chuẩn bị ra bàn ăn nha. Em mở cái này ra nè. Tôi chừng nóng. Đây, bắt đầu mình quay ngược lại cho thấy cái bàn ăn của mình nha. Đây là món chao quang oxy. Hai cái súp và món bào ngư xào hẹ. Đó. 15 phút có ngay 3 món ăn: bào ngư xào hẹ, chao quang oxy và súp rong biển. 3 món. Rồi, ngồi xuống bàn. Điều này khiến cô không học hành thật thôi. Cho tới năm
con sẽ ăn ăn cơm buổi tối. Mỗi người một phần đó, cho anh Lucy nè, vừa súp nè, còn cái này thì ăn chung. Món cho anh Lucy thật ra nó là món trứng hấp. Hấp dẫn vô cùng. À, có điều mình quên, các bạn phải bỏ tiêu. Gái không ăn tiêu cho nên không bỏ. Bỏ mất công nó ngồi mặt nó khó chịu. Sẽ xấu đi trên Facebook. Mà nuôi sầu hẹ. Mềm ngon thơm. Thường mình nấu những cái gì có đồ biển á, phải bỏ gừng vô để cho nó khử bớt cái vị tanh của biển. Bào ngư tuy là bào ngư đông đá nhưng mà rất mềm và thơm. Cái vị hẹ nó cũng nhẹ nhàng nữa. Mà ăn rất là ngon. Cho bánh mì vừa không? Dạ. Mình không biết cầm đũa. Cầm giờ từ nhỏ đến lớn. Vậy thôi. Mà gấp cũng được hay lắm á. Nóng quá bốc khói. Hồi sáng này ăn món phở đuôi bò. Ok, thật là tuyệt vời. Thank you mọi người đã watching bữa ăn hôm nay 15 phút của hai mẹ con. Không có đi chợ, nhà có gì ăn đó. Lôi hết mấy cái đồ trong tủ lạnh ra. Thank you.